Ông Nguyễn Xuân Trường, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Cao Lãnh, việc học vượt lớp của học sinh Hoài Thương là có cơ sở và xét từng giai đoạn, thầy cô ở trường nhận thấy khả năng phù hợp và là học sinh duy nhất học vượt lớp đến thời điểm này. Năm 6 tuổi, Thương nhập học lớp 1, trường tiểu học Ngô Thị Nhậm, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, được hơn một tháng, giáo viên chủ nhiệm đánh giá học sinh đã nắm hết các yêu cầu cần đạt. Hiệu trưởng nhà trường đồng ý nguyện vọng của phụ huynh, cho Thương làm bài đánh giá năng lực để xét lên lớp 2. Học lớp 2 được vài tuần, cô giáo chủ nhiệm một lần nữa đề xuất nhà trường tiếp tục làm tiếp bài kiểm tra thứ hai để xét lên lớp 3. Vậy là chỉ sau 3 tháng học lớp 1 đến học kỳ 2 năm học 2020-2021, được học chương trình lớp 3 và là học sinh duy nhất đến thời điểm này học lớp 5 khi mới 8 tuổi. Bên cạnh đó, Hoài Thương còn có tài lẻ là đánh đàn. Em là cậu học trò nhỏ tuổi nhất được nhạc sĩ Nguyễn Thị Thu Anh, con gái của nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo, nhận làm học trò ngay từ lần gặp đầu tiên vì khả năng đặc biệt ở cậu bé. Dạ, hồi lúc 3 tuổi chị thấy con rất là sáng âm, chị cho con học piano, thì tới lúc 4 tuổi là con đánh đàn piano được rồi. Và sau này là chị phát hiện ra là con cực kỳ thích toán và con đã đầu tư rất là nhiều vào cái môn toán và con đã đạt được những cái thành công như ngày hôm nay.